Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cài đặt rút tiền từ YouTube. Tôi làm một cái kênh YouTube. Thật là bất ngờ khi mở ra thì đã có 140,53 đô. Vậy thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể rút tiền từ trên cái kênh YouTube này? Bây giờ tôi xin hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta cài đặt rút tiền trên YouTube. Đây là kênh YouTube của tôi. YouTube này sẽ trả tiền cho các bạn qua kênh Google AdSense. Thì bây giờ chúng ta phải vào cái Google AdSense để chúng ta xem cái tài khoản của chúng ta. Còn các cái cách cài đặt để chúng ta kết nối giữa YouTube với lại Google AdSense như thế nào thì các bạn có thể xem các cái video khác. Còn bây giờ chúng ta sẽ cài đặt cái cách để chúng ta lấy tiền từ Google AdSense. Đây là Google AdSense. Google AdSense thì các bạn đánh chữ AdSense vào thôi. AdSense là trên trên trình duyệt web. AdSense. Và chúng ta enter thì chúng ta sẽ thấy có một cái link AdSense này, AdSense Google này. Đấy, chúng ta bấm vào đây. Đấy, và xong ta bấm vào phần đăng nhập. Ví dụ đây là tôi đăng nhập rồi. Tôi tắt ra đi. Đây xong. Và ở đây nó sẽ ví dụ như là chúng ta chưa cài đặt cái thanh toán của chúng ta đấy thì ở ngay ở trên cái thanh màu đỏ này thông báo ngay các thanh toán của bạn đang hiện đang tạm giữ, yêu cầu có hành động để giải phóng thanh toán. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái phần hành động để chúng ta sẽ cài đặt để nhận thanh toán, vui lòng chọn phương thức thanh thanh toán hợp lệ. Thì bây giờ chúng ta cập nhật thêm phương thức thanh toán. Thì cách thanh toán ở đây thì chúng ta có là bây giờ chúng ta thêm cái tài khoản này đi, giả sử thế. Xác nhận tên người nhận. Mình gõ cái tên người nhận của mình vào đây. Tên thì chúng ta có thể là thế này. Tên này. Họ này. Tích vào đây. Như cái tên người nhận độc lập với tên trên tài khoản thanh toán. Số tiền thanh toán lớn có thể được chia thành nhiều khoản thanh toán. Lưu ý tên người nhận độc lập với tên trên tài khoản thanh toán. Rồi, chúng ta thử xem. Đây là chúng ta cài đặt được xong cái thằng này. Chúng ta chỉ cần có cái này thôi, mình có thể thêm phương thức khác nữa, thêm chi tiết chuyển khoản ngân hàng mới. Đây chúng ta bấm vào đây, ID người thụ hưởng để thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, hãy liên hệ với ngân hàng để biết tỷ giá đối hối đoái và phí tại tài khoản ngân hàng của bạn phải nằm ở Việt Nam và bằng đơn vị tiền tệ đô la Mỹ. Cái này hơi phức tạp hơn. Cái này hơi phức tạp hơn. Vậy thì chúng ta sẽ không sử dụng cái này nữa. Và chúng ta chỉ cần cần cái này thôi. Đó. Chúng ta chuyển thành chính. Rồi, vậy là xong đấy. Khi nào mà tất cả cái phần doanh thu của chúng ta nó lớn hơn 100 đô thì lúc đó Google sẽ trả tiền cho chúng ta. Và Google sẽ trả tiền cho chúng ta theo một ngày nhất định trên tháng. Ví dụ ở đây là Google đã trả cho tôi vào ngày 31 tháng 7 năm 2018. Vậy thì để mà được thanh toán, bây giờ mình mới cài đặt cái phần thanh toán, phải đợi đến tháng sau thì lúc đó nó sẽ thanh toán lại và nó đổ về cái Western Union cho mình. Và lúc đó chúng ta sẽ vào đây để chúng ta thanh toán. Ở đây có phần hướng dẫn. Các bạn có thể đọc thêm ở trên phần hướng dẫn này. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.